CPTPP vẫn còn xa lạ và chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của cộng đồng doanh nghiệp cũng như các bộ, ngành, địa phương. Đây là nhận định được nhiều chuyên gia đưa ra tại diễn đàn, thuận lợi và khó khăn đối với Việt Nam khi thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, do Bộ Công Thương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức tại Hà Nội. Theo số liệu khảo sát của VCCI, kết quả điều tra sự quan tâm của doanh nghiệp tới CPTPP đối với 8.600 doanh nghiệp tham gia khảo sát, chỉ có 26% doanh nghiệp quan tâm tới CPTPP, còn tới hơn 70% doanh nghiệp chưa rõ về CPTPP. Theo đại diện trung tâm WTO và hội nhập VCCI cho biết, cản trở lớn nhất được các doanh nghiệp đưa ra là có tới 84% các doanh nghiệp thiếu thông tin, gần 81,5% doanh nghiệp bất cập trong tổ chức thực thi, những vấn đề về năng lực cạnh tranh thấp, quy tắc xuất xứ quá khó, thông tin tuyên truyền chưa đạt hiệu quả, dẫn đến sự quan tâm của doanh nghiệp, các cơ quan cũng giảm dần. Vì vậy, cần đổi mới và tăng cường việc tuyên truyền về các hiệp định và sự vào cuộc chủ động quyết liệt hơn của các bộ, ngành, địa phương.